chào quý vị đến với kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Hello everyone and welcome to our YouTube channel. This is Edmonton, Canada. Đây là thành phố Edmonton, Canada. Hôm nay là ngày 24 tháng 5, khoảng chừng 15 độ. Hôm nay tôi đưa quý vị tới một cái hội chợ ở cái bãi đậu xe của cái mall, Indian Mall. Họ tổ chức là 3 ngày cho quý vị, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Giá vé ở đây thì một cái mua thì 1 đồng, 20 cái 20 đồng, 40 cái 40 đồng, 60 cái 5 đồng. Quý vị nào muốn chơi cả ngày mua nguyên cả cái luôn và 40 đồng còn chơi nguyên cả ngày thì nó rẻ hơn. Đây, ở đây có những cái trò chơi cho trẻ em. Xin quý vị đăng ký kênh để ủng hộ. Please subscribe to support the channel. Thank you. Cảm ơn quý vị nhiều. Cái hội chợ này họ tổ chức có 3 ngày thôi. Thì hôm nay là thứ 6, mai thứ 7 và chủ nhật. Thì quý vị nào mà ở Edmonton đó, đây là ở cái hướng bắc, hướng đông bắc. Thì quý vị có thể đấy nó nằm ở mấy cái bãi đậu xe của cái London Dairy Mall. Quý vị ở đây thì quý vị biết cái London Dairy Mall nằm ở đâu rồi. Cái bãi đậu xe này nó nằm trước mặt cái trường học cấp 3 của MI là sở gần cái tiệm Winners với cái tiệm Simon á. Cái này thì đi lên trên kia xong rồi đi qua cái cầu thang giấy đỏ tuột xuống đây. Em nhỏ này đang tuột này. Cái này vô chơi thì phải cần 5 cái vé. Nếu mà 5 cái vé là mua một cái là 1 đồng thành 5 đô. Thì có cái chơi thì 4 cái vé là 4 đồng. Có cái chơi thì 9 cái vé là 9 đồng. Thì tùy theo cái trò chơi. Cái này thì cái bánh xe này đi vô có xong rồi nó xoay xoay rồi lên trên cao kia rồi nhìn thành phố. Ở đây họ cũng có bán thức ăn giải khát như là hot dog, nước ngọt đâu vậy đâu. Đây, mọi người đang xếp hàng ở đây cho con em lên chơi. Đang chờ tới phiên để đi lên cái chỗ đó để ngồi ấy. Cũng có cái trò chơi để thắng gấu. Mấy gấu này là mấy gấu bư, gấu to. Một bên này là cái xoay này, chút ghế này. Ai mà yếu tím đừng cho con em đi cái xoay này nè. Mẹ em nhỏ đi là sợ là này, trong quà xe mang tên mó có một cái lớn lắm, to hơn cái này. Thì hôm nay là ngày đầu mở cửa, thì thứ 6 mà mở cửa thì cũng rất đông người. Nhưng cả năm nay thì chưa có cái hội chợ gì, thầy chưa có cái hội chợ gì. Cái này vô chơi thì phải cần 7 cái vé này. 7 cái vé như vậy là 7 đô la. Còn đi cái này thì phải trả 7 đồng. Không, quý vị nào mua nguyên cả ngày 40 đồng thì chơi thoải mái, cái nào chơi cũng được hết đó.
thì tịnh như vậy là nó rẻ hơn. Cái này thì đi xe này giống xe tàu lửa rồi đó. Cái này hình như chỉ còn mày đỡ chơi thì không cần phải xếp hàng lâu nè. Bên đây rộng lắm, trước chắc ai cũng sợ không dám ngồi kìa. Sau này gọi mày cả nhỉ. Cái vụ nào có mấy em nhỏ cả năm rồi lạnh rồi đó, chưa ra ngoài chơi dựng xuống đây chơi cho thoải mái cho khuấy. Bên này cũng có cái tàu lửa nhỏ này. Cái này thì hình như nhỏ hơn cái bên kia. Cái này thì nó đi giữa cái thềm thôi, không có dằng lên dằng xuống à. Xưa thì mấy đứa nhỏ thì thích chơi mấy bên này, có thì nhậm đi cho nó chơi. Bây giờ lớn hết rồi, không có chơi mấy cái này nữa, để cho mấy đứa trẻ em nhỏ về chơi này. Cái này xoay cũng dữ này, này lên cũng sợ ha. Có gắng mình đi cái này mới được này. Cái này cũng dữ nè. Cái này lá dữ chứ, đứa nhỏ lá ghê, lá to, sợ lá lợn lắm. Xoay dữ không, xoay dữ không? Đứng gần đấy là nơi nó xoay, tưởng như nó văng cái đó ra cái mặt của mình luôn. Này có máy bay rồng, máy bay voi. Em nào thích đi voi, em nào thích rồng thì đi rồng. Bên này có cái nhà gì đây, nhà gì đây, đi vô trong giống như mà nhà má và nhà đồ về đó, đồ tìm gì á. Đây thì có lái xe này, lái xe cho mấy em nhỏ, sau đây cũng á chơi. Cái này nó nằm ngay cái bãi đầu xe đó quý vị, thì cũng không có lớn lắm. Đây thì khoảng chừng chục mười mấy cái trò chơi thôi. Đa số là cho mấy đứa trẻ em nhỏ, còn lớn cỡ người lớn thì hình như không có. Đây có lái xe này, trên thì có cái dù che nắng này, có hai cái luôn, bên phải còn cái này, để trước mặt cũng còn cái này. Có như là cái đối đó, chơi bên nào chơi bên kia là xe máy, còn bên này là xe hơi. Này xe máy này, xe máy sao không thấy ai chơi, hoặc qua lại xe hơi thôi. Đây thì cưỡi ngựa này, cưỡi ngựa đi vòng. Cái này thì mày em bé gái thích chơi nè. Cái này thì 6 vé đó quý vị, 6 đô. Qua cái đó là phải trả 6 vé, là 6 đồng. Thì ở đây họ cũng có bán khoai này, khoai chiên này, khoai rang, khoai rãng. Có bán nước này, hot dog này, nước ngọt, nước lạnh, nước suối á. Đây là cái quầy bán vé này.
người họ xếp hàng bán vé rất mua vé rất đông. Đây cũng có bán đồ ăn này, bắp này, kẹo này cho mấy trẻ em. Đây cũng có cái chỗ che nắng che mưa cho quý vị nào mà muốn ngồi ở đó để ăn uống thì quý vị có thể vô đây ngồi. Đây, ngồi đây. Ngồi đây để ăn. Hôm nay thì trời cũng không có nắng mấy. Đây cộng những cái trò chơi để thắng những cái con gấu này. Thì cái này thì quý vị câu cá này, câu rồi mắc con cá gì đó, kéo lên rồi ở giữa con cá nó có cái sổ đó, xong rồi trúng cái gì đó thì họ thưởng cho mình. Bên này còn bán dạy khác cả, rồi có những cái bánh donut, bánh ngọt, chiên rạng nhỏ đây nè. Đây thì trả tiền mặt thôi, cái quầy này thì họ lấy tiền mặt thôi. Quầy này là họ bán nước chanh này, lemonade, nước chanh này. Đó, thì bây giờ đi vòng như vậy là đi ra lại đó, hồi nãy là đi vô, bây giờ đi ra thì nó cũng nhỏ thôi quý vị, không có lớn lắm. Này thì chơi thảy bong bóng á, thảy bể cái bong bóng á, không biết chơi sao thì ở đây thầy bị bong bóng rồi, trả 5 đô để chơi rồi trúng những con gấu hay quà gì đó thì họ tặng cho mình, họ có ghi ở trên. Bên này thì bắn súng nước này, quý vị nào bắn bằng cái cải của mình mà lên trên nhất thì được trúng giải thưởng. Hôm nay là thứ sáu thì người cũng rất đông. Mai thứ bảy, tuần một là chủ nhật, chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Quý vị nào mà có con em mà thích dừng tới đây để cho mấy em nhỏ chơi được, đi tới đi lui chơi cũng được. Tôi cảm ơn quý vị đã xem video và hẹn quý vị lần sau. Thanks for watching everyone. Hope to see you next time. Bye bye.